miếng đi chị. Đây. Anh lên rồi hả? Đây miếng này. Cái gì ta đây. Những gương mặt này toàn là những gương mặt cũ của người. Người em. Trời ơi, chị khí chưa lên mình chưa ngủ kìa. Lên 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 lên. Để. Có yêu cầu mới gửi chứ. Chị nha. Quá rồi, quá rồi. Nguyên trăm miếng hoàng rồi, ok. Hai thằng vừa kìa. Chào nó đi. Nè anh Khánh à, lát hấp hôn sao nói không đi anh? Hả? Dầu ăn đủ hết rồi đó nha. Ở đây đủ rồi. Rồi. Dầu à? Năm nay lớn rồi, năm rồi rồi. Luôn. Ừ. Anh ơi. Rồi dưới đây là Ba Tiệm Mai. Cái này nhiều. Cái này canh. Tính đâu ta? Hôm nay Vinh có đem theo con Vinh nữa nè. Quá trời ha. Đây, những gương mặt cũ kỳ cũ không nha. Đây. Lên mình lấy đó. Lên xe luôn. Ủa Phan, chị Trang có xe số mấy? Chị Trang hả? Ba xe. Ông ơi. Chở lên chợ bán gấp. Ông ơi. Đóng cửa. Chở lên chợ bán gấp. Đóng cửa. Khách quý không à? Khách quý à? Toàn là khách quý không à? Cho nên là anh ơi, đóng cửa. Khách VIP tới. Khách VIP tới. Ờ. Khách VIP tới. Không, ông Dũng cái chữ này nhiều đến Dũng ơi. Thì đúng rồi nào. Ủa sao lại Lý lên cái này? Hai em xe số 2. À, năm nay anh Lý đã từ bỏ xe số 3 với nhau không à, cho nên là Lý năm nay có tình trạng ai không? Năm nay có tổ chức đám cưới này. Đó, trời ơi, bên bệnh có hết rồi. Bệnh phải mời đi. Bệnh có một cái lưỡi cưới hoành tráng rồi. Bỏ chứ, tôi không phải quay với chị chứ, sao mà từ bỏ mấy chị được? Bây giờ là bên trên nào? Né cái đứa thật. Xe là vui quá, quá chữ quá xe này. Thôi nhưng mà xe vẫn vui hơn. Nguyễn Thị Hậu. Nói nghe là má cho tao đọc đi, bye bye. Hello, Nguyễn Thị Hậu có con, có chị Hậu nữa, đủ chưa? Đó. Lê Minh Châu, Lê Hoàng Khải, Ngọc Ánh, Phạm Thị Kim Oanh. Sao ơi, à, anh Khánh nói là năm nay chế không hủ với Khánh. Ủa vậy rồi sao hấp hôn được chế? Chế nói sao coi? Sao không chế nói coi? Khánh nói vậy, Khánh nói là năm nay không có hủ với Khánh rồi sao hấp hôn được? Ly thân rồi. Ủa sao vậy? Mới có năm mà ly thân rồi? Lấy chồng mới. Ủa trời đất ơi, tôi đi vận động cho hả Dầu Ăn Tường An nó tài trợ cái chương trình này rồi bây giờ nói ly thân là sao? Lấy chèo ăn lên. Rồi sao? Chồng của anh nhỏ quá. Vậy luôn hả? Nhỏ quá. Bây giờ chưa nha, chưa cái này mình phải 2 cam để cái gì mà rồi bây giờ để coi hai vợ chồng đợt này là hấp hôn rồi, cho nên là Philip em coi sao lại chỉ của em vậy? Sao em lại phá vỡ hắn với người khác đây? Cái đó là duyên nợ anh. Duyên nợ kìa. Sao vậy? Duyên nợ. Nó to. Mình bệnh hả? Anh Châu ơi. Anh Châu ơi. Là nó mang tài. Không. Đây em nói rồi. Nó giờ thì hai này em dưới là coi như là. Anh Châu ơi. Anh Châu. À, Nhân á. Là nói là bây giờ Nhân chịu rồi là Nhân sẽ là làm nhỏ cho hai người luôn. Tại vì bảo định mệnh. Định mệnh. Ông lại chim bảo. Làm sao? Lên chim mới vậy. Làm sao? Lên chim á. Hai đường 6, 3 đường 7 anh. À, Philip ơi, em trên dạ. Ở dưới. À, luôn đi. Em trên dưới luôn. Trên dưới thì cũng được hả? Anh Khánh ơi, anh trên ở dưới. Dưới luôn. Dưới luôn. Anh Khánh ơi, theo anh thì trên dưới nó khác nhau chỗ nào? Cái nào cũng ngon vậy đó.
Anh cho sao? Anh cho bự to cái gì cũng nghe. Đó. Đó, thấy không? Rồi. Đó, từ đầu cho đến chân. Từ đầu đến chân luôn. Bự không? Bự luôn, trời ơi. À, ngon. 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 Mày nói là ngon. Đó, rồi em nhìn lên em đi. Bộ nhớ mất cái đổi gì? Ủa mà anh sờ lý chưa? Sờ lý cái biết lý mà. Chưa mà. Anh nhiệt tình đi. Ui, Giang Hậu nó nói nè. Trời ơi anh Châu ơi. Anh Châu ơi anh trốn rồi. Bởi vì em nói rõ ràng anh Khánh thấy không? Anh em của mình đấu đá với nhau làm gì? Đấu nhau mấy năm rồi. Cuối cùng Khánh hồi. Cuối cùng. Thôi em bỏ cuộc đi. Đi ngủ đây. Đó. Đó. Chết kìa, nó bị rung. Nó bị rung. Đây, có Lý này quay chứ. Có Lý. Quá trời, mấy chị rồi. Hồi nãy không rớt, nó có chụp hình, nó đưa cái máy. Nó cầm, nó quay hoài. Nó quay về, nó tung clip. Chết bà rồi. Chết bà rồi. Quang ta cái bom, quang ta cùng chơi.